cơ sở Dụ Kiện Sóc Trăng chào bạn nha. Thì hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2020 thì Trung muốn giới thiệu tới các bạn cái mẫu chậu tròn 90 chữ thuận bơm xuôi gió. Thì đây là cái mẫu chậu đôn cao kết hợp đạn keo, thì cái đế các bạn có thể xây được. Thì cái chậu này phù hợp cho những anh em trồng cây sửa cây, thì mình muốn xây chiều nào mình xây, tỉa cây sửa cây rất là thuận tiện. Các bạn thấy thì đây là cái mặt chữ đầu tiên, mặt chữ thuận bơm xuôi gió. Thì cái mẫu chậu này là cái mẫu chậu mẫu mới 2021. Thì cái thời gian qua Trung đã giới thiệu trên YouTube Tô Thành Trung rất là nhiều. Thì cái chậu này Trung sơn cái màu đồng, sơn hoàn thiện trưng bày để bán các bạn. Thì hôm nay Trung sẽ giới thiệu từng chi tiết của cái chậu này để các bạn có nhu cầu mua sử dụng các bạn được biết. Các bạn thấy là đây là cái chữ đầu tiên, chữ này là chữ thuận, và chữ kế tiếp là chữ bơm, và chữ thứ ba là chữ xuôi, chữ cuối cùng là chữ gió nha các bạn. Các bạn có thể đọc là chữ thuận bơm xuôi gió. Thì đây là cái mẫu chậu cũng như là một cái lời chúc nhắn nhủ tới những anh em, những quý khách hàng lúc nào cũng công việc lúc nào cũng trôi chảy thuận theo cái chiều gió của mình. Thì các bạn thấy là cái nét chữ là nét phong thư pháp, nhìn các bạn nhìn thấy là từng nét rất là rõ ràng, nét nào ra nét đó nha bạn. Thì cái mẫu chậu 90 này cải tiến rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như cái hoa văn chữ T trên đây, hoa văn chữ T trên đây thì lúc trước là những cái mẫu khác là Trung xài cái hoa văn chữ S mà ịn bằng cây nhôm, thì các bạn thấy là nó không có được rõ, không có được đẹp. Thì cái mẫu chậu 90 này thì Trung những cái quay văn chữ T này Trung đổ qua từ khuôn silicon. Thì khi có khuôn các bạn đổ vô thì các bạn dán vô, nó một là nó rất là đẹp, rất là rõ nét, hai là nó rất là nhanh. Mình chuẩn bị những cái gờ quay văn này trước khi làm chậu xong, mình chỉ dán vô các bạn nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Thì cái quay văn chữ T này chạy giáp vòng tròn của cái chậu, khi mình làm xong mình chỉ đổ mình dán vô thôi. Thì bên dưới cái chậu thì cũng có cái quay văn chữ T luôn đó. Thì Trung đã có những cái mẫu khuôn, thì khi các bạn làm xong thì các bạn có thể là dán vô như thế này. Đó là cái phần của cái chậu. Tới cái phần của cái quay văn thì các bạn thấy là cái quay văn là thuận bơm xuôi gió, thì nó tượng trưng là hai cái chiếc thuyền. Các bạn thấy hai cái chiếc thuyền rõ ràng, hai chiếc thuyền. Bên dưới cái quay văn này Trung đã tiết tấu những cái điêu khắc những cái sóng, đắp những cái sóng tượng trưng những cái sóng con thuyền nó đang lên đên trên sóng nha bạn. Bạn thấy là đây trên đây là những cái mảng mây đó, tượng trưng hai cái thuyền, tượng trưng là thuận bờm xuôi gió. Thì cái mẫu quay văn với mấy mẫu chữ là nó kết hợp với nhau, là nó gồm hai cái mặt quay văn. Hai cái mặt quay văn là hai cái mặt quay văn song song với nhau, đối diện với nhau, và hai cái mặt chữ là nó cũng song song với nhau. Thì khi các bạn để những cái chậu ở hướng nào thì các bạn cũng sẽ thấy là rõ ràng của cái chữ và quay văn, các bạn cũng sẽ thấy rất là rõ ràng. Thì bên dưới cái chân á, thì nó cũng có cái quay văn chữ T này các bạn thấy. Đó, nó chạy giáp vòng tròn của cái chân, thì các bạn thấy là cái chân nó có độ bầu, độ co, những cái đường chỉ nó rất là đẹp, rất là đẹp nha bạn. Thì nó gồm cái đế bên dưới nè, đây là cái đế bên dưới, đây cái đế bên dưới là tính từ cái mí trên đây là cái phần đế, còn cái phần chỉ chạy giáp trên cái vòng tròn là cái phần cái dĩ, và cái thớt trên cùng là để kê cái chậu nha bạn. Đó, mẫu chậu 90 nó rất là đẹp, rất là vừa vặn. Thì đặc biệt là Trung sẽ giới thiệu thêm là những cái, đây là những cái quay văn. Quay văn thì lúc trước thì khi mình đổ xong thì phải chét gon, những cái đầu hở này sẽ phải chét gon. Còn cái quay văn lần này thì Trung thiết kế rất là ôm sát, các bạn đổ quay văn, đổ chữ đúng cách thì các bạn dán vô rất là sát, rất là đẹp. Nói đúng cách là các bạn đổ làm sao các bạn dán cái hồ, dán cái gờ quay văn cho nó sát mí, các bạn cạo cho nó sát, thì các bạn khi mà cạn dán vô nó sẽ ôm sát, nó rất là đẹp.
thì một số khách hàng thời gian qua thì cũng mua gạo với gian gì sử dụng, nhưng khi mình đổ á, lúc hồ còn ướt các bạn đổ nó động động hồ chính giữa, khi mình dán vô nó sẽ hở hai bên. Đó là không phải là lỗi của bên cơ sở làm, mà khi mình đổ không đúng cách thì nó sẽ dán nó vẫn hở bình thường. Còn đổ đúng cách cạo sát mí thì khi mình dán vô cái nó sẽ rất là sát. Các bạn thấy cái chữ này, những cái chữ như thế này thì chúng đã dán sát vô luôn rồi, không có cần phải chiết gòn gì hết. Nó đỡ tốn những công đoạn rất là nhiều, cải tiến rất là nhiều. Cái mẫu mới này thì chung làm cải tiến rất là nhiều và nó nhìn nó đẹp hơn, nó sắc sảo hơn, nó sắc nét hơn nha các bạn. Thì chậu 90 này tính cái lọt lòng là lọt lòng 9 tấc nha bạn, lọt lòng là 90, lọt lòng là 90 đó. Đây là chung sơn cái màu đồng nghệ. Thì bên cơ sở thì ngoài bán chậu thì có cung cấp một nước sơn nhũ đồng, nhũ vàng. Các bạn nào có nhu cầu mua những cái nước sơn này thì các bạn cứ liên hệ với Trung thì Trung sẽ báo giá luôn. Hoặc là các bạn nào có mua khuôn hoặc là mua chậu 90 chữ thận bờm xuôi gió này về các bạn làm để bán Tết phục vụ cho bà con, cũng như là chào hàng năm mới này, thì các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì các bạn nào có nhu cầu các bạn cứ liên hệ với Trung thì Trung sẽ báo giá cho các bạn. Hoặc là các bạn có mua chậu thì các bạn cũng liên hệ với Trung qua hai số điện thoại trên thì Trung sẽ tư vấn hết mình. Hoặc là các bạn có ý kiến gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới cái video thì Trung sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn. Thì video của Trung tới đây là kết thúc, thì Trung chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.